nè, ốp, on, ốp, thấy chưa, on ốp ha, trên hai nút rồi đó. Như vậy chúng ta vừa đi qua cái ba cái cách ha, một nè, hai nè, ba, ba cách điều khiển của công tắc đèn 30A này. Rất vui được gặp lại anh em trong cái video mới liên quan tới bộ điều khiển từ xa. Để trên màn hình thấy này nè, bộ này bộ màu đen ha, hay mình tâm hay gọi là công tắc đèn 30A đó, có tay remote on off luôn 30A, tại vì bên trong nó là nó có cái con relay 30A, bên trong nó xài điện 220V ha. Cũng cái bộ giống như vậy nhưng mà nó có xài điện DC. Anh em mình lưu ý khi mua nha, khi mua khi chọn phân loại sản phẩm. Một cái nhanh nữa đó là chỗ này chứa AC, điện xoay chiều nè, điện 220 nè, còn cái mà DC á là nó chỉ xài điện cho một chiều thôi. Đấy. Như vậy thì anh em nào chưa đăng ký kênh YouTube thì nhớ bấm đăng ký nha, và bấm nút like để mình có thể có thêm cái động lực chia sẻ cho anh em những cái video hay những sản phẩm mới trong tương lai. Đấy. Đây là Tâm vừa đấu cái điện vào rồi nha. Đấu điện vào nè. Hai dây bên bên trái là vào nha, chân một hai là vào, ba bốn là điện ra ha. Và khi đấu dây điện thì anh em mình có thể lưu ý để dây điện phía bên bên phải nè, phía bên trái chứ, bên trái của con ốc nè. Khi nó là vặn thì con dây điện xu hướng nó sẽ chạy chạy vô. Đó, đó một lưu ý nhỏ ha. Rồi bật điện lên nha, bật điện chúng ta có thể thử thử lửa nguội. Đó. Lửa nguội ha, sao cho đúng, nếu chưa đúng thì chúng ta có thể đảo nguồn điện lại. Thực ra thì điện xoay chiều thì cỡ nào chúng ta cũng có thể điều khiển được hết trơn á, nhưng mà nếu chúng ta để lửa nè, đây Tâm ví dụ nha, Tâm ví dụ nè, để lửa nè, lửa là bên chỗ đây nè, dây này bên bên số 2 ha, thì cái chân số 2, số số 3 nó sẽ có lửa ra luôn. Đang bút cái điện sáng này thấy không, ra luôn nè. À, tại vì chân số 2, số 3 là nó thông với nhau, nó thông với nhau nha. Là chỉ có chân số 1, chân số 4 là được đóng cắt bởi cái relay bên trong thôi. Chính vì vậy nên chúng ta nên đảo dây điện lại. Đảo dây điện lại để cái chân số 1 là chân lửa nè. Ha, bút từ điện sáng ha. Đó, chân lửa nè, bút từ điện sáng nè. Đó. Ok, thì chân số 4 nó sẽ không có điện ra, nó an toàn hơn. Ý tâm nói là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ bật tắt nha. Bật tắt nè. Đó. Tắt, bật. Tắt, bật. Tắt. Thì cái remote này đã được ghép nối trước đó với cái bộ công tắc đen này rồi. Cho đó chúng ta sẽ để chúng ta sẽ xóa nó trước đi, rồi sau đó Tâm sẽ hướng dẫn ghép nối lại nha. Ghép nối lại. Ok ha. Để xóa remote á thì chúng ta sẽ bấm giữ nút này nè, trong khoảng 5 giây. 1 2 3 4 5. Sau khi bấm những 5 giây đèn đây sẽ nhấp nháy liên tục ha, nhấp nháy khoảng 5 lần á. Rồi sau khi thì chúng ta sẽ thử lại remote xem nó được xóa ghép nối chưa. Xóa rồi ha. Rồi. Đó là cách xóa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào các chế độ điều khiển của cái bộ công tắc đèn 30A này. Nó hay lắm. Nó có ba chế độ điều khiển và cộng thêm cái bốn cái mốc thời gian để chúng ta hẹn giờ tự động tắt nữa. Đấy, đầu tiên là chế độ nhấp nhả nha. Chế độ nhấp nhả, chế độ là chế độ on off trên một nút remote. Đó. Và chế độ on off trên hai nút remote luôn. Và nó có thêm là ví dụ chúng ta bấm bật cái còi này xong rồi, nó sẽ có 5 giây để tự nó tắt, 10 giây tự tắt, 15 20 giây tự tắt, thì nó thao tác như thế nào. Tất cả chúng ta đều thao tác trên cái nút học lệnh này. Bây giờ nhấp nhả trên ha, thì chúng ta bấm nút này một lần nè, bấm một lần xong rồi chúng ta bấm nút trên remote đó, thì chúng ta thử lại nha. Đó. Nè. Đó. Đó. Bấm nút on thì đèn sáng còi kêu, buông ra thì đèn sáng còi tắt á, kiểu vậy ha. Rồi tiếp theo là on off trên một nút nha. Một nút thì đầu tiên chúng ta cũng thực hiện lại thao tác là xóa, bấm 5 giây xóa. Rồi xóa xong. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm trên cái nút này hai lần để thực hiện on off trên một một nút. 1 2. Rồi bấm nè, on. Đấy. Sau khi on thì thực ra cái đèn này sẽ nhấp nháy nha. Bấm thử nha, on nè. Bấm nút on nữa cái tắt thấy không? Đó. Thấy không? Rồi. Tiếp theo mình sẽ on off trên hai nút. On và off bật tắt trên hai nút riêng biệt, thì chúng ta sẽ bấm nút học lệnh 3 lần nha. 1 2 3. Đèn sáng lên, bấm on, xong rồi ngay sau đó chúng ta bấm off luôn. Đấy, sau khi bấm off thì đèn này sẽ nhấp nháy 3 lần để nó xác nhận là ghép nối thành công. Thử lại nha. Thử lại nè. On nè. Off. On. Off, thấy chưa? On off ha, trên hai nút rồi đó. Như vậy chúng ta vừa đi qua cái ba cái cách ha.
1 nè, 2 nè, 3, ba cách điều khiển của công tắc đang 30A này. Và tiếp theo chúng ta sẽ bật tắt trong 5 giây, 10 giây, 20 giây như thế nào thì tương ứng số lần chúng ta bấm đây. Bây giờ chúng ta ghép nối remote xong rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bấm 4 lần thì sau 5 giây nó sẽ còi nó sẽ tự động tắt ha. 1 2 3 4. 4 lần thì đèn đây nó cũng sẽ nháy sáng để nó xác nhận là chúng ta bấm rồi. Rồi. Rồi xong rồi bấm bấm thử nha. Bấm nút on. Và sau khi bấm nút on thì đèn nó còi nó sẽ kêu nha. Anh em mình sẽ đếm ngược xong 5 giây thì sẽ tự động tắt on rồi. Đấy, nó tự tắt rồi đó. Anh em thấy không? Ok nha. Và tương tự như vậy chúng ta làm bấm 5 lần, 6 lần, 7 lần cho cái thời gian là 10 giây, 15 giây, 20 giây mong muốn. À, thì cái tính năng bộ này nó có cái điểm hay chỗ đó đấy. Nó có thể tự tắt nữa sau khoảng thời gian mà chúng ta chọn trước. Rồi, ok nha. Vậy thì Tâm vừa giới thiệu cho anh em mình cái bộ điều khiển từ xa công tắc đen 30A này. Và một lưu ý nữa. Lưu ý của Tâm rồi. Đây, lưu ý là bộ này dùng tần số là 433 MHz nha. Như vậy thì những cái remote khác á, cái tần số 433 MHz thì cũng có thể ghép nối được với cái bộ công tắc đen 30A này.